Trước sức ép của dư luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã xuất hiện. Hôm nay, sau 6 ngày biệt tâm, từ 17 tháng 2 đến 22 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã xuất hiện trong một phiên họp tại trụ sở Trung ương Đảng. Một bác sĩ chuyên về chấn thương chỉnh hình liên quan đến hệ cơ xương khớp nói với tờ thời báo .de rằng bệnh nhân cấp cứu sau khi được phẫu thuật sắp xếp lại những mảnh xương gãy và cố định chúng bằng cách nẹp vít xương, đặt nẹp kim loại không gì và bắt vít không cần phải bó bột sau khi nẹp vít, nằm trong bệnh viện vài ngày để bác sĩ theo dõi phòng hờ những biến chứng có thể xảy ra và bớt sưng, hầu như không còn đau đớn nữa, thì sẽ được bác sĩ cho xuất viện. Vị bác sĩ này nhấn mạnh, thời gian nằm viện 6 ngày là quá đủ, nếu không có biến chứng gì xảy ra. Nói tóm lại, trước sức ép của dư luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã xuất hiện sau 6 ngày biệt tâm, vắng mặt trong những cuộc họp quan trọng mà không có một lời giải thích thủ tướng là người đứng đầu điều hành bộ máy chính phủ cũng như các nhà lãnh đạo khác họ hưởng lương từ tiền thuế của người dân để phục vụ nhân dân nên người dân có quyền biết về sức khỏe tâm thần của họ có đảm bảo để làm việc hay không